Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án iRobot, các dự án IEO, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như các dự án đến từ các sàn giao dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với dự án Anki. Chúng ta dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Có vẻ như là hôm nay bot nó hơi đơ. Bạn chờ ít phút nữa xem là bot nó có phản hồi không. Một số dự án thì bot nó rất là nát. Rồi, chúng ta hoàn thành một captcha. Chúng ta sẽ đi vào cấu trúc của nhiệm vụ nhé. Rồi, mình sẽ đi nát lại trang để nó nhanh hơn một chút. Ta nút con tin. Dự án Anki thì hiện nay đã có mặt ở trên CoinMarketCap, và với việc có mặt trên CoinMarketCap thì có thể nó đã nít ở trên một số sàn giao dịch khác nhau. Mình cũng sẽ mở luôn. Giá con này rất cao và hiện nay đang có ở trên Uniswap, Pancake, rồi Anbank và Ho. Các bạn sẽ được là có nhiệm vụ mặt sội là Join Group Telegram này. Khi Join các bạn chú ý là có một link, nút click here để ta xác thực nghỉ máy. Ta sẽ mở tiếp link Twitter, Discord, mở link web. Cũng như là ta sẽ join một cái channel iRobot Insight Pack. Mở cái iRobot Insight Pack và link tiện lại bài đăng. Mở cái YouTube của iRobot Insight Pack. Ta sẽ tiến hành like và retweet lại bài đăng. Rồi, đây là cái trang chủ tá này, join vào kênh Discord này. Follow này. Like và retweet này. Ok, chúng ta tiếp tục. Các bạn vào SubmitID, chọn đơn. Chúng ta điền profiling thì các bạn ấn về từng nhà lấy profiling nhé. Bên phần profiling của Twitter vào đây. Chọn đơn. Discord, chúng ta mở ra và chúng ta sẽ lấy phần username. Tiếp phải username Discord phía dưới đây. Chọn đơn. Chọn yết. Kênh YouTube chúng ta sẽ ấn vào avatar vào kênh của bạn. Copy phần profiling nhé. Chúng ta paste profiling phía dưới đây. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất collect là MetaMask. Chúng ta copy vào địa chỉ ETH sau đó quay trở lại paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án để chúng ta nhận token. Token có tên là Anki. Hiện nay token đã có trên CoinMarketCap. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.